Tay Dương, đàn ông tay trái, đàn bà tay phải, đặt úp vào mỏ ác. Tay còn lại úp lên tay Dương, đặt lưỡi lên phần lợi sau răng cửa hầm trên. Nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng khép lại. Sau đó, giơ hai chân tạo góc khoảng 45 độ so với nền nhà. Hít thở bình thường, bụng phồng lên lúc hít, xẹp xuống lúc thở. Mỗi hiệp hít thở 1 phút. Sau đó nghỉ giải lao chừng 30 giây. Sau khi nghỉ giải lao 30 giây, lại giơ chân lên 45 độ, giữ như vậy 1 phút. Làm tổng cộng 5 hiệp. Lưu ý, lúc nghỉ giữa hiệp chỉ hạ chân, còn lưỡi và tay vẫn đặt nguyên ở vị trí phù hợp. Công đoạn nạp khí, hoàn toàn hít mũi, thở mũi. Dơ lên. Hạ xuống. Dơ lên.
Hạ xuống. Dơ lên. Hạ xuống.